Bộ phim mở đầu bằng một đêm trăng đỏ, hoặc trăng không đỏ nhưng Studio muốn ẩn dụ đêm nay là đêm của tai ương. Một anh bạn lạc đà bị thương đang cố chạy trốn khỏi một cậu bạn học. Tuy nhiên cậu đã không thành công và bị ăn tươi nuốt sống. Nơi đây là trường cấp 3 Sheraton, một trường nội trú dành cho cả thú ăn cỏ và ăn thịt. Cái chết của lạc đà Tem nhanh chóng được đăng lên bởi tạp chí của trường. Điều đó khiến các học sinh lo âu, chả biết thủ phạm là ai, nhưng chắc chắn hắn thuộc loài ăn thịt. Giới thiệu với mọi người, tôi là Legoshi, một con sói xám, học lớp 11 và là bạn của Tem tại câu lạc bộ kịch. Sự ra đi của Tem khiến câu lạc bộ chia rẽ. Tôi không quan tâm điều đó vì bận nhìn chằm chằm cô bạn Z tên Els. Els để ý tôi và bảo đó là ánh mắt của một con thú săn mồi. Mày thì biết cái méo gì hả, con ăn cỏ phân biệt chủng tộc. Anyway, tối đó tôi dính trước cửa ký túc xá của đám ăn cỏ. Nhân lúc Els chỉ có một mình, tôi bước tới gần. Els rút cây kéo tự vệ nhưng không ngăn cản được tôi. Tôi đưa cho Els một lá thư tình. Tất nhiên tôi không thích cái con phân biệt chủng tộc này. Đây là lá thư Tem đã viết từ lâu mà chưa dám đưa cho Els. Els xin lỗi tôi vì hành động tự vệ lúc nãy, nhưng tôi quen rồi. Tôi chỉ thấy thương Tem. Sáng hôm sau tôi đem hoa tới cho Tem. Ruiz cũng tới. Ruiz là một siêu sao và là đàn anh của tôi trong câu lạc bộ kịch, đồng thời là đối tượng giao phối hàng đầu trong trường. Mở ngoặc của lũ ăn cỏ, mở ngoặc của giống cái, chắc vậy. Ruiz sau đó đưa tôi tới gặp một cậu bạn dê cùng câu lạc bộ. Hình như tôi quên nhắc là trong câu lạc bộ kịch tôi thuộc bộ phận nghệ thuật, và hình như Ruiz cũng chả nhớ tôi trên mảng ánh sáng. Tự nhiên bắt tôi kiếm đồ cho cậu bạn dê này mặc. Đây là người sẽ diễn thay vai của Tem. Ruiz tức giận khi cậu bạn đó chưa thuộc lời thoại. Bỗng Kai xuất hiện. Tôi chả biết cậu ta thuộc loài mẹ gì, lên wiki fandom không thấy viết. Cơ mà việc cậu ta bước vào không gõ cửa khiến cho Ruiz điên hơn. Kai bảo vai của Tem đáng ra phải để cậu diễn thay. Nghe xong, Ruiz đẩy luôn Kai xuống làm cho bộ phận nghệ thuật. Vì thành tựu của Kai sau 2 năm diễn xuất là 2 lần chốc trên sân khấu, Kai tức mình định đấm Ruiz nhưng tôi chặn đứng. Tôi nhe nanh đe dọa cậu ta rời đi. Ruiz bàn với tôi về việc lẻn vào hội trường để tổng duyệt cho anh bạn dê lúc nãy vì thời gian gấp rút. Việc này mà bại lộ là câu lạc bộ bú chim, tôi ít nhất sẽ bị đình chỉ. Cơ mà Ruiz khích tôi phải cư xử sao cho giống một con sói. Và ai lờ từ bao giờ vi phạm nội quy và sói đi liền với nhau vậy senpai. Xong tôi vẫn đồng ý giúp canh cửa bên ngoài. Bỗng nhiên một mùi hương xuất hiện đánh thức bản năng của tôi. Mùi của một động vật ăn cỏ. Hơn nữa lại là mùi mà tổ tiên tôi thích nhất. Tôi lao đi bằng 4 chân và vô lấy chú thỏ. Một cơ thể bé xíu và mềm mại. Bản năng trong tôi khuyên tôi chìa răng ra cắn thử phát. Tuy nhiên tiếng gọi của cậu bạn dê kia khiến tôi giật mình và để con mồi tẩu thoát. Trước đó vì tập luyện trong bóng tối mà Ruiz đã ngã gãy chân. Well, ít nhất thì giờ anh có thể về lập kênh vlog. Một buổi tối tồi tệ khiến tâm trạng sáng hôm sau của tôi không được vui. Tôi cùng lũ bạn cùng phòng kéo nhau tới căng tin của trường. Ở đây phục vụ đầy đủ 3 bữa một ngày, không như cái trường ở trên núi nào đấy ăn một đớp mất 3. Thức ăn dĩ nhiên không có thịt mà hương vị sẽ được điều chỉnh tùy vào giống loài. Trong này cũng loạn phết. Thỉnh thoảng động vật nhỏ bị động vật to dẫm trúng, thỉnh thoảng mấy thằng mù dẫm đuôi nhau. Thấy có hai thằng gây gổ, tôi bất giác thét chúng dừng lại. Con cáo có lực cắn bằng một nửa tôi quay ra thách thức. Tôi có thể dễ dàng hạ cậu ta, nhưng tôi không muốn gặp rắc rối. May mà Ruiz xuất hiện giúp giải vây. Anh là ứng cử viên cho danh hiệu Bista, người có khả năng lãnh đạo, vượt lên sự phân biệt đối xử để trở thành người anh hùng của cái thế giới động vật này. Lời nói của anh được biết bao nhiêu người ủng hộ, buộc con cáo phải rút lui. Sắp tới câu lạc bộ kịch phải diễn một vở chào mừng các học sinh mới, trong đó Ruiz sẽ đóng vai nhân vật chính, một thần chết. Bộ phận nghệ thuật muốn cảnh cuối trông phải thật là romantic nên là nhờ tôi tới câu lạc bộ vườn mượn tí hoa. Đấy là câu lạc bộ của thú ăn cỏ. Một con sói xám sẽ làm mọi người sợ hãi nên tôi đành phải rủ thanh niên mặt yên xe đạp này đi theo. Bước tới cửa câu lạc bộ vườn, tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi hương của con thú suýt bị tôi cắn đêm qua. Chưa kịp rút lui, cánh cửa đã mở ra. Đón tiếp chúng tôi là nàng thỏ Haru. Tôi định lấy lý do để chuồn nhưng cái thằng yên xe đạp nhanh mồm hơn và chuồn trước. Thôi bỏ mẹ rồi. Một thỏ một sói riêng trong một khu vườn. Câu chuyện này sẽ đi theo hướng mà tôi không thể nào ngờ được. Hỏi han nhau vài câu, Haru bảo sẽ cho mượn hoa với điều kiện giúp cậu ta chuyển tí đồ. Cậu ta tự tiện nhét đuôi tôi vào đai quần để không vô ý làm vỡ mấy chậu hoa. Điều đó làm tôi giật cả mình. Tránh sự im lặng khó xử nên tôi tiếp tục mở lời. Biết được Haru đang học lớp 12 và câu lạc bộ vườn này chỉ có mình cô. Tôi thậm chí hỏi cả về vết thương trên tay trái của cô, thứ do chính tôi gây ra. Nhưng Haru bảo không nhớ vì sao mình lại có nó. Cảm giác trong tôi thật kỳ lạ. Tôi chỉ muốn ngắm Haru và được tiếp tục nói chuyện với cô ấy. Trong lúc tôi chưa biết phải bày tỏ như thế nào thì Haru đã cởi bỏ quần áo, bảo đây là lần đầu của cô với động vật ăn thịt và cố cởi quần tôi ra. What the fuck? Tôi chả hiểu cái quần què gì đang xảy ra. Tôi khoác cho Haru cái chăn rồi té lẹ. Sau đó tôi mới được nghe tin đồn Haru là bình chứa tôn của lũ ăn cỏ. Nhiều nam sinh bị thu hút bởi vẻ ngoài của Haru và cô sẵn sàng để họ làm chuyện đó. Vậy nên Haru bị gọi là đồ lẳng lơ. Tôi cũng chẳng rõ lắm vì còn chưa có bạn gái bao giờ. Chiều hôm đó tôi tới gặp Ruiz để bàn với anh về vài phân đoạn chỉnh sáng. Anh ta tự nhiên khó chịu với tôi vì tôi là loài ăn thịt. Có sức mạnh mà nói chuyện cứ hèn hèn. Anh ta biết đâu mấy thằng không hèn thì dễ vào tù. Giới thiệu thêm một chút.
Trong ngôi trường này có một thứ gọi là giờ sinh học, cứ 2 ngày. Mỗi học sinh sẽ có một tiếng để thư giãn trong căn phòng đã được tinh chỉnh để phù hợp với giống loài. Kiểu thằn lằn thích sương mù, còn mấy cái thằng đầu trâu mặt ngựa thì thích cosplay anh Bạch. Loài sói chúng tôi thích ngồi dưới ánh trăng. Những lúc như thế này lại càng khiến tôi muốn gặp lại Haru. Ngày diễn kịch rồi cũng tới. Dù gãy chân nhưng Ruiz vẫn rất uyển chuyển. Vở kịch không thể chê vào đâu được, nhất là phần ánh sáng. Mỗi tội khi rèm được kéo lại thì Ruiz cũng ngất. Cả câu lạc bộ rủ nhau tới chờ Ruiz tỉnh dậy. Vì buổi diễn kéo dài 2 ngày, Ruiz phân cho Hổ đóng thay vai của anh. Cơ mà vấn đề là vai của Hổ sẽ chuyển sang cho tôi, mà tôi thì lại chưa lên sân khấu bao giờ. Tôi phải vào vai kẻ xấu và tham gia một cảnh chiến đấu. Trong buổi luyện tập, Hổ dồn hết sức tấn công tôi. Bảo trò này vui vì đánh nhau với thú ăn cỏ như Ruiz làm cậu ta không thể bung hết sức. Tôi cũng đành nhịn cái con hổ hãm lìn này. Dù sao chỉ một ngày nữa thôi là không bị cậu ta làm khó nữa. Thế nhưng ngày hôm sau, khi chỉ còn 10 phút nữa vở kịch sẽ bắt đầu, tôi ngửi thấy trên người Hổ có một mùi lạ. Tôi đuổi theo Hổ vào hẳn VKC để hỏi: "Mày đang giấu cái gì đó homie?" Hổ khoe ra lọ máu thỏ được một tiền bối đưa cho. Máu thỏ cơ bản là doping cho các loài thú ăn thịt. Điều đó làm tôi điên lên. Hổ bảo dịp này dùng tí doping là hợp lý. Tôi thì thấy đấm vào mồm cậu ta là hợp lý. Thứ không hợp lý là tôi đấm cậu ta trên sân khấu trước mặt cả ngàn người. Khán giả bất ngờ nhưng vẫn tưởng đó là một phần của vở kịch. Tôi dồn combo đấm thẳng mặt Hổ 20 hit. Nhưng chắc do đã chơi đồ nên cậu ta lật kèo, thành công khống chế và cào rách lưng tôi. Sau đó Ruiz xuất hiện. Dựa theo những gì vừa xảy ra, Ruiz biến Hổ thành một thần chết giả mạo và đánh đuổi Hổ. Vở kịch kết thúc trong sự hò reo của khán giả. Ruiz căng vờ lờ vì đám thú ăn thịt bọn tôi làm vấy máu lên sân khấu. Anh bảo: "Hai thằng chúng mày bị điên hết rồi." Cánh nhà báo đến: "Tất cả kịch bản đã được biên hết rồi." Ruiz giả vờ tất cả những gì xảy ra trên sân khấu đều là chủ đích của câu lạc bộ. Họ muốn truyền tải thông điệp trên đời này không có thứ gì đúng hay sai. Thứ cần làm là trust yourself. Tôi biết đó là điều Ruiz muốn nói với tôi. Ừ rồi, xem thằng nào hết khủng hoảng danh tính trước. Vì mặt tôi đã xuất hiện trên báo, vậy nên tôi phải nhờ anh bạn thân rách của mình, một con chó đến căng tin mua đồ ăn sáng hộ. Có bạn thân để tâm sự kể cũng hay. Rách biết tôi đang thích ai đó, người mà hiện tại đang nằm trên giường với Ruiz. Một tháng nhanh chóng trôi qua. Sắp tới là lễ hội sao băng của thành phố, lễ kỷ niệm thủy tổ của muôn loài, khủng long tuyệt chủng. Như thường lệ, khoảng thời gian này các thành viên câu lạc bộ kịch có thể rời khỏi trường mà không cần xin phép để giúp đỡ lễ hội. Hầu hết mọi người chỉ mong chờ buổi lễ ánh sáng vào ngày cuối. Họ nói cặp đôi nào đặt được một ngọn nến đang cháy lên sao băng thì sẽ ở bên nhau mãi mãi. Tạm bỏ qua chuyện đó. Tôi tới chỗ Haru lúc cậu ta đang chửi nhau với bọn bắt nạt. Haru có vẻ còn không nhớ tôi, tưởng tôi là một trong những người đã ngủ với cậu ta. Sau đấy bất ngờ Haru rủ tôi đi ăn. Ngồi trong căng tin, chúng tôi bị bao ánh nhìn soi xét. Haru rất cố gắng trong việc giữ khoảng cách. Tôi thì cảm thấy khó xử khi biết đồ lót của cậu ta màu gì trước cả khi chính thức biết tên. Ăn xong tôi tiễn Haru về ký túc xá. Giữa chừng tôi hạ người thắt quai giày cho Haru. Tôi lần đầu được nhìn gần đôi mắt thỏ, một đôi mắt đầy sức hút. Tôi dặn lòng từ giờ sẽ tiếp cận Haru nhiều hơn. Hôm nay trên TV đưa tin một cô nàng linh dương trẻ đã bị một nhóm thú ăn thịt sát hại. Thực ra mấy vụ này không hiếm, nhưng mỗi lần như vậy là các động vật ăn thịt trong trường lại có chút khó xử. Vài người đã quen, vài thằng hãm còn đem cả chuyện đấy đi bắt nạt người khác. Mục tiêu lần này là một cô bé sói xám. Tôi chạy ra nhận mình là anh trai cô bé. Giao án hơi lủng vì tôi với con bé trông còn chả giống nhau. Này, hai người có phải là anh em không đấy? Màu lông còn chả giống nhau. Ừ, tao gen mẹ tao còn em tao gen mẹ mày. Bằng cách nào đó tôi vẫn đuổi được hai thằng danh con kia đi. Đây là Juno, thành viên mới của nhóm diễn xuất tại câu lạc bộ kịch. Buổi chiều là thời gian câu lạc bộ kịch có cuộc họp. Hệ quả từ vụ cô linh dương bị giết kia, câu lạc bộ đã quyết định chỉ có thú ăn thịt mới được ra khỏi trường. Ruiz cấm đám ăn thịt chúng tôi ghé vào chợ đen. Một năm rồi chưa rời khỏi khuôn viên trường. Bên ngoài này yên bình hơn tôi nghĩ. Chẳng biết có phải vì thế mà tôi hòa thuận lại với Hổ, người bị tôi đấm sưng cả mắt một tháng trước. Chúng tôi nói những chuyện của mấy thằng con trai, từ bộ mông kẻ sọc của bạn gái Hổ cho tới việc tôi là trai tân. Hổ hỏi tôi thấy cô sói xám mới gia nhập như nào. À thì không béo như mẹ mà. Buổi chiều về chúng tôi lạc đường. Để tìm nhà ga chúng tôi cố hỏi một ông chú. Ông chú chỉ đưa tay ra. Ra giá 70.000 yên là có thể cắn một ngón tay của lão. Hổ mừng lắm. Còn tôi thì tát vào mặt cậu ta khuyên điều này là sai trái. Bất ngờ là anh bạn đại bàng lại đứng về phía Hổ. Chúng tôi đã lạc đến chợ đen. Đây là nơi động vật ăn thịt hay lui tới để thỏa mãn nhu cầu. Hổ nói chính nhờ cái chợ đen này mà thành phố mới trở nên yên bình. Chả thấy khuyên nhủ được đám bạn, tôi chạy đi. Bạn đừng hỏi vì sao tôi chạy ngang qua chợ đen. Bò xào lăn, thịt lợn nướng, cừu quay cả tảng. Những mùi hương cứ xộc vào mũi tôi. Thịt thỏ xào xà ớt, gà nguyên lông. Cuối cùng tôi cũng thành công chạy thoát khỏi chợ đen. Để lấy lại bình tĩnh tôi nghĩ về Haru. Nhưng kỳ lạ miệng tôi lại nhỏ dãi. Tôi ngất lịm đi. Tỉnh dậy đã thấy mình bị xích và dọ mõm bởi một ông anh gấu trúc. Anh ta giải thích cho tôi, thịt tại chợ đen được đem tới từ bệnh viện hoặc nhà tang lễ, nó phạm pháp, nhưng vẫn tốt hơn là để động vật ăn thịt mất kiểm soát. Có người đã giết động vật ăn cỏ, có người tự hủy hoại bản thân, có người lên mạng nghe bài mới của NTN,
cũng có người nhầm tưởng mình yêu thú ăn cỏ để rồi sơi tái họ. Anh Gấu Trúc đây là một bác sĩ tâm lý và không muốn có thêm động vật ăn thịt nào trở thành như thế nữa. Nếu bạn không biết thì gấu trúc thuộc loài ăn thịt, vẫn có thể sống tốt chỉ bằng việc ăn thực vật. Với chế độ ăn uống hợp lý, 2 cân tre và 3 bao thuốc mỗi ngày, cơ thể anh gấu trúc đầy cực kỳ săn chắc, đã có kinh nghiệm với nhiều bệnh nhân. Gấu trúc khẳng định tôi đang tiếp cận Haru với mong muốn ăn thịt cậu ấy, chỉ là tôi chưa nhận ra mà thôi. Gấu trúc khuyên tôi kết thúc ngay mối quan hệ với Haru nhưng tôi từ chối nghe. Anh gấu trao cho tôi tia hy vọng, dưới dạng một quyển tạp chí khiêu dâm của loài thỏ. Tôi không dám thắc mắc tại sao anh lại có thứ này. Anh bảo nếu tôi bị thứ này kích thích, tôi đơn giản là thằng bệnh hoạn biến thái hentai xúc vật, có fetish khác người. Nhưng nếu không thì tốt nhất là tôi nên tránh xa Haru. Rời khỏi chỗ anh gấu trúc, tôi chạy tới sân ga, nơi anh bạn đại bàng đứng chờ sẵn. Cậu ta cuối cùng đã không nếm thử ngón tay của ông già kia. Tôi thấy mừng vì đã tìm được một người như tôi, người không muốn phải sống phụ thuộc vào những miếng thịt. Trở về trường, hôm nay tôi tới câu lạc bộ vườn tìm Haru nhưng lại thấy Ruiz ở đó. Ngửi thấy mùi Haru trên người Ruiz, tôi liền hỏi thử xem anh với Haru có quan hệ gì. Ruiz nhận họ chỉ là bạn và bảo với tôi rằng hãy tải tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, game di động võ thuật phong cách tranh thủy mặc phương Đông với các trận chiến trong rừng tre, các thành phố chính phong cách cổ xưa đầy chân thực. Nội dung của game được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp cùng tên của Kim Dung. Chúng ta sẽ được trải nghiệm những nhân vật quen thuộc của tuổi thơ như Trương Tam Phong, Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Tạ Tốn, đầy đủ các tình tiết như chữa bệnh ở hồ Điệp Cốc, lấy bí kíp trong bụng khỉ trắng, đánh bại võ lâm bảo vệ đỉnh Quang Minh. Nhưng bây giờ tất cả đều được giải quyết bằng võ lực. Chữa bệnh à? Đánh nhau chắc đã. Mà nhân vật của bạn dường như có vai trò gì đó rất bí ẩn trong câu chuyện, chứ không phải là một đứa ất ơ xuất hiện ngang đường chọc ngang cái câu chuyện. Đặc biệt hành trình của tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký là hành trình nuôi pet Trương Vô Kỵ, từ thằng trẻ trâu xuất thân từ băng hỏa đảo đến võ lâm chí tôn, thân mang cửu dương thần công với càn khôn đại Nazi. Tất cả các nhân vật khác có thể chiêu mộ tại nhà trọ, nhưng không phải là trò đỏ đen gacha, mà là bạn có thể đổi bằng lệnh chiêu mộ sau khi mở khóa nhân vật trong câu chuyện. Chỉ cần chăm chỉ làm nhiệm vụ tích lệnh chiêu mộ thì anh hùng trong thiên hạ đều phải quy phục bạn. Cơ hội ngàn vàng để lập dàn harem cao thủ từ tất cả các môn phái. Tất nhiên ai thiếu kiên nhẫn thì có thể nạp tiền, thiếu kiên nhẫn nhưng không có tiền thì chờ đợi phúc lợi 7 ngày của game là mang về ngay thủ nhi về túi. Game còn có hệ thống võ học đa dạng, tu luyện kinh mạch, tẩy tủy thăng cấp, rèn luyện thân binh, tha hồ để bạn nâng cấp sức mạnh, tạo ra đội hình như mơ. Khi đã đầy đủ sức mạnh thì bạn có thể vào phó bản Rockline để thay đổi cốt truyện, cho Chu Chỉ Nhược có cưới được Trương Vô Kỵ, cướp tiểu chiêu khỏi tay Minh Giáo Ba Tư. Ngoài ra thì bạn còn có thể du ngoạn giang hồ, thách đấu trưởng môn, khám phá cổ mộ hoặc là tham dự đại hội võ lâm, tìm ra ai mới là đỉnh cao võ học đương thời. Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, giang hồ chơi là phải chất. Nhanh tay tải về để trải nghiệm sự hấp dẫn của võ thuật phương Đông, tự mình viết nên truyền thuyết mới về Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao. Anh còn bảo tôi nên kiếm người yêu đi, ví dụ như Juno. Dạo này cô bé bị đám bạn đồng trang lứa ghét vì vẻ ngoài của mình. Rất nhanh tôi đã có dịp ở riêng với Juno. Vì mọi người đều tránh mặt loài sói nên tôi giúp Juno cho bài nhảy để biểu diễn trong lễ hội sắp tới. Không biết vì tôi đẹp trai hay đồng loại dễ thấu hiểu nhau, mới múa vài đường Juno đã tưởng tượng đến cảnh lâu đài và những đứa trẻ. Juno bày tỏ cảm xúc với tôi, nhưng tôi ngu. Tôi giải thích nó theo hướng sinh học. Trở về phòng, tôi hốt hoảng khi thấy Jack đã vô tình thấy cuốn tạp chí khiêu dâm anh gấu trúc đưa cho. Tôi cho Jack biết cảm xúc của mình đối với Haru. Tôi đã tin đó không phải tình yêu. Tôi quyết định sẽ giữ khoảng cách với cô ấy. Vì câu lạc bộ vườn cũng tham gia lễ hội sa băng nên Haru cũng có mặt tại nơi tôi chuẩn bị cho lễ hội. Haru muốn tôi giúp vì một mình làm hết việc khá khó. Tôi từ chối và nghĩ đó là quyết định đúng đắn, cho tới khi Ruiz tiếp cận và xoa đầu Haru. Cuối cùng tôi cũng nhận ra cảm xúc thật của mình. Tôi thực sự đã yêu một con thỏ. Vẫn vì vụ thú ăn cỏ bị sát hại hôm trước, thị trưởng yêu cầu các học sinh phải về trường sớm. Tôi để ý Haru chỉ có một mình nên rủ cậu ta về cùng. Tôi đã cố tránh nhưng Haru cứ thích nhắc về cái hôm cậu ta cởi đầu trước mặt tôi. Cuối cùng thành ra cãi nhau. Bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra khi một động vật ăn thịt cãi nhau với một động vật ăn cỏ nơi công cộng rồi đấy. Tôi bị nhân viên an ninh lùa, Haru kéo tôi bỏ chạy. Khi mọi việc xuôi xuôi, tôi định thú nhận về cái đêm tôi suýt sơi Haru nhưng Haru lại mở lời trước. Hóa ra cô nhớ vết thương của mình là do suýt bị ai đó ăn thịt. Thường sau khi bị như vậy thì thú ăn cỏ sẽ sang chấn tâm lý và đề cao cảnh giác. Nhưng suy nghĩ của một con thỏ từng định bún cua một con sói chắc chắn là khác người. Haru bảo cô không sợ chết ngay cả khi đi với tôi. Nhưng tôi thì sợ bị ghét nên không dám thú nhận nữa. Trở lại trường học, Hổ vừa vô tình làm Ruiz bị thương. Thế là anh ta lên cơn sấy cả câu lạc bộ. Sau đó Juno xuất hiện gắn kết tất cả lại. Juno thậm chí còn tuyên chiến với Ruiz rằng mình sẽ trở thành B-Star tiếp theo và chiếm được tình cảm của tôi. Ruiz cảnh báo Juno về sự tự tin của cô, bảo tôi không phải một con sói dễ dụ. Sao tôi nghe cứ như kiểu Ruiz từng cố dụ dỗ tôi đấy nhỉ? Mọi người lại tới phụ việc lễ hội. Ai đó đái vào cầu dao làm toàn bộ đèn điện bị ngắt. Điều này làm các loài ăn cỏ hoảng loạn. Thú ăn thịt chúng tôi đứng thành vòng tròn để bảo vệ họ. Tôi chợt nhớ ra Haru chỉ có một mình nên liền chạy đi tìm. Tìm thì cũng dễ thôi, nhớ khứu giác của tôi. Và mùi hương của Haru tôi đã nhớ quá rõ. Nhưng đau lòng là Haru lại tưởng tôi là Ruiz. Còn Juno thì phát hiện ra người tôi thích là ai. Đã qua một chút quá khứ của Ruiz hồi 5 tuổi,
Ruiz đã bị bán vào chợ đen để làm thức ăn cho lũ ăn thịt. Một lão chủ tịch đã bỏ ra 7 củ để mua lại Ruiz vì anh ta có ý thức công lý mạnh mẽ. Đã 3 tháng kể từ ngày Tem bị ăn thịt, ngày nào Ruiz cũng đem hoa tới. Một con báo định tấn công anh ta nhưng bị tổ chặn ngay. Chuyện là sau lễ hội Sa Băng, gần như chắc chắn Ruiz sẽ nhận được danh hiệu Bista. Khi đó các loài ăn thịt sẽ bị đẩy vào thế yếu. Vậy nên trong trường nhiều thằng ăn thịt muốn tấn công Ruiz. Tôi không nghĩ ra ai hoàn hảo hơn Ruiz để trở thành Bista. Dù vậy đồng nghĩa với việc tôi không thể nào cướp Haru khỏi tay anh ta. Tôi quyết định sẽ bảo vệ Ruiz. Trước tiên tôi muốn làm rõ tình cảm với Haru. Tôi hẹn Haru sẽ gặp nhau tại lễ hội Sao Băng để thổ lộ. Nào ngờ có người phát hiện Haru bị bắt cóc và báo cho thị trưởng. Thủ phạm là đám Shishigumi nên thị trưởng muốn giữ bí mật với mọi người. Ông ta chỉ kể cho mình Ruiz, nói đây là bài kiểm tra cuối cùng trước khi Ruiz trở thành Bista. Nếu anh ta có thể giữ được bí mật này, tức là anh ta đã hiểu tầm quan trọng của trật tự xã hội và thị trưởng sẽ giúp anh ta xóa đi quá khứ từng bị bán tại chợ đen. Tôi tình cờ nghe được việc Haru bị bắt cóc, tới báo với Ruiz nhưng anh ta chẳng để tâm. Tôi tức giận tới nỗi đấm Ruiz khiến vài người khác phải can ngăn. Chúc ông anh vui với con đường công danh. Tôi tuyên bố Haru sẽ thuộc về mình. Tôi lần theo mùi của Haru đến được chợ đen thì mất dấu. Khi hỏi thông tin về Shishigumi, ai ai cũng tỏ vẻ sợ hãi. Mãi mới có hai ông anh chịu giúp. Họ dẫn tôi vào một nơi vắng vẻ. Hóa ra hai thanh niên này lại là ăn cướp. Tôi suýt nữa bị lột da nếu không có thần Long Đại Hiệp tương trợ. Anh gấu trúc cho tôi biết Shishigumi là một tổ chức tội phạm gồm 35 con sư tử, chuyên đi ăn thịt các động vật ăn cỏ. Anh gấu không muốn dây vào nên khuyên tôi cũng làm vậy. Nhưng không, tôi sim. Tôi nhất định phải tỏ tình được với Haru. Tôi tới xảo huyệt của đám Shishigumi, bị một tên sư tử bắt gặp và chĩa súng vào đầu. Tôi ngửi được mùi của Haru trên người hắn. Điều đó kích thích các giác quan. Tôi xô tới khiến con sư tử đần tự nổ súng vào vai. Tra ra việc Haru đang ở trên tầng thượng. Tôi sơ suất bị lật kéo nhưng thần Long Đại Hiệp lại tới giúp. Anh bảo tôi phải biết sử dụng hàm răng của mình. Đó là điểm mạnh lớn nhất của họ chó khi đối đầu với họ mèo. Tôi cùng thần Long Đại Hiệp tả xung hữu đột vào tòa nhà của đám Shishigumi trên tầng cao nhất. Tên đại ca của đám Shishigumi bắt Haru cởi đồ và đi tắm để kiểm tra chất lượng thịt trước giây phút bị sơi tái. Haru ngẫm lại cuộc đời đáng thất vọng của mình. Sinh ra là loài thỏ lùn, lại là đứa bé nhất trong các anh chị em. Cha mẹ Haru luôn dặn cô phải cẩn trọng vì cô rất dễ chết. Càng trưởng thành, sự khác biệt về thể chất càng được thể hiện rõ rệt. Mọi người đều đối xử với Haru như một đứa trẻ, luôn giúp đỡ cô cùng một nụ cười thương hại. Năm học lớp 8, lần đầu Haru được tỏ tình. Cô tìm ra khoảnh khắc mà mọi người không còn coi cô là trẻ con, đó là khi ở trên giường. Vậy là Haru bắt đầu qua lại với nhiều con đực. Cô bị bạn bè xa lánh, thậm chí là bắt nạt. Nhưng vậy vẫn thoải mái hơn so với việc bị thương hại. Tới khi lên cấp 3 thì Haru gặp được Ruiz. Hai người chạm mặt nhau tại câu lạc bộ vườn khi Ruiz cố giấu mọi người về cặp sừng gãy. Sau đó thì Haru đã thực sự yêu Ruiz. Tình yêu đích thực không sửa được thói thích được. Haru vẫn qua lại với nhiều nam sinh khác, trong đó có cả tôi. Ở thực tại, đại ca sư tử đang nắm đuôi Haru, bảo là phải bị làm nhục thì máu mới lưu thông và vị sẽ ngon hơn. Haru đạp cho hắn phát, nhận mình nhục quen rồi nên không thể nhục hơn được nữa. Hắn nắm tai Haru chuẩn bị ăn thịt thì tôi xông tới và cao vào mặt hắn. Tôi đưa cho Haru chiếc áo của mình, bảo cô chạy đi trong khi bản thân giằng co với lão sư tử. Người tôi đầy vết thương, nhưng các giác quan của tôi đang nhạy bén hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong đời tôi được sử dụng hết sức mạnh của mình. Tôi vồ lấy lão và cắn lão tới khi ngã gục. Xong xuôi thì tôi ôm lấy Haru và cùng cô thoát ra ngoài. Trước đó tôi đã tránh tử huyệt của lão sư tử. Không ngờ lão có thể phục hồi nhanh đến vậy. Lão cầm súng chĩa về phía tôi nhưng bị Ruiz cho một phát đạn xuyên họng. Anh tin một Bista không thể hèn nhát nên đã tới đây. Giờ lũ đàn em xông vào và Ruiz đã sẵn sàng bỏ mạng. Nếu có một ngày tao bị xiên chết thì cuộc đời với tao cũng đã có duyên phết rồi. Drama shit tao đã kiêng hết rồi. Bọn lứa sau tao cũng khuyên hết rồi. Tôi không hề biết chuyện Ruiz đến đây. Tôi rủ Haru đi ăn mì xào nhờ vào chút tiền mà tôi cất trong giày vì không còn tàu để về trường. Chúng tôi phải đi tìm một khách sạn tình yêu vì tôi không đủ tiền để ở khách sạn thương mại. Haru chỉ vừa mới suýt bị ăn thịt lần hai. Tôi sợ qua đêm cùng một con sói sẽ ảnh hưởng tới Haru. Tuy nhiên Haru bảo tôi là người cứu cô nên đêm nay tôi có làm gì thì tôi vẫn đúng. Mối quan hệ này đi quá nhanh so với một thằng trai tân như tôi. Nhưng cuối cùng tôi với Haru vẫn vào một phòng khách sạn. Dù chuyện gì xảy ra đêm nay thì trước tiên tôi vẫn phải thú nhận rằng tôi là người suýt cắn xé Haru. Và bất ngờ, Haru đã biết chuyện đó ngay từ đầu. Nhưng giờ tất cả quyết định là ở tôi. Haru hỏi tôi muốn ngủ hay ăn. Tôi nhẹ nhàng đè Haru xuống giường, chạm tay lên hai chiếc đậu phụ lông màu trắng. Kỳ lạ khi tôi và Haru tiến tới gần, miệng tôi tự mở còn Haru cũng tự cố gắng nhảy vào đó. Nó dường như là bản năng đã ăn sâu vào bộ gen của một con thú săn mồi và con mồi của nó. Cuối cùng chúng tôi ngủ tại khách sạn mà không làm gì cả. Trở về trường, tôi bị quản lý ký túc xá sấy cho một trận. Juno tới thăm tôi, cố gắng tiếp cận nhưng tôi đặt cô bé vào đồng loại zone. Juno sau đó bắt gặp Haru. Khứu giác loài sói rất thính, chỉ ngửi thôi Juno cũng biết tôi và Haru chưa làm gì cả. Vậy nên cô bé chưa từ bỏ, quyết định tuyên chiến với Haru với tư cách là giống cái.
vì Ruiz đã mất tích, vị thế của Juno trong câu lạc bộ kịch càng được nâng cao. Ngày lễ hội sao băng diễn ra, Juno mặc một bộ đồ cực đẹp. Màn múa của cô khiến cả thú ăn cỏ và thú ăn thịt bị thu hút. Chứ tôi, vì tôi bận tìm Haru. Haru cũng đang đứng trước sân khấu để xem. Tôi chuẩn bị nói ra những cảm xúc của mình thì một thành viên khác trong câu lạc bộ kéo tôi lên sân khấu. Juno kể ra chiến công cứu động vật ăn cỏ của tôi, từ đó dẫn sang bài phát biểu kiểu thú ăn thịt không xấu, kỹ xảo phim Việt mới xấu. Juno cho rằng thú ăn thịt là chỗ dựa cho thú ăn cỏ, dân đi xe buýt ủng hộ. Juno kéo tôi đi thắp nến dưới sao băng. Tôi biết cái lời đồn thắp nến thì happily forever. Tôi bỏ mặc Juno để đuổi theo Haru. Haru lấy cả đống lý do để đuổi tôi quay lại với Juno. Nhưng tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ trở nên mạnh hơn. Tôi sẽ tiến tới với Haru và làm cô ấy hạnh phúc bất chấp định kiến xã hội và bản năng của mình. Spoil, tôi sẽ giữ suy nghĩ này được khoảng 3 tập. Một khoảng thời gian sau, Jack nghe con tắc kè nào đồn đêm nay sẽ có mưa sao băng, rủ cả hội anh em sống chó lên sân thượng ngắm. Jack quên mắt kính viễn vọng nên chạy về phòng để lấy. Đi ngang qua cái chỗ tem bị giết, Jack hốt hoảng bỏ chạy khi thấy nhiều con mắt lấp ló phía sau. Đám nam sinh cùng phòng chả ai tin. Nhưng quả thực trong trường có tin đồn về con quái vật sáu mắt. Người thì bảo đó là hồn ma của tem. Việc Ruiz mất tích cũng là do bị hồn ma đó bắt đi. Kể từ lễ hội sao băng thì hàng ngày tôi đều tới trò chuyện với Haru. Hóa ra việc đi đêm với tôi khiến Haru bị lũ học sinh khác bắt nạt nhiều hơn. Tôi ngỏ ý giúp nhưng Haru từ chối. Có lẽ vì mối quan hệ sai trái này nên chúng tôi đành phải chấp nhận như thế. Hôm sau hai thằng bạn cùng phòng khác của tôi cũng lui tới chỗ tem chết và bị thứ gì đó trong ống thông gió dọa chết khiếp. Tôi thì cứ nghe thấy một tiếng động kỳ lạ cứ như là tiếng bò trườn. Đã 2 tháng kể từ lễ hội sao băng, hôm nay tôi giật mình khi gặp lại Ruiz. Ruiz tới câu lạc bộ kịch xin từ chức. Siêu sao của câu lạc bộ đã biến mất. Nhưng không sao vì meta bây giờ là up 8 row siêu sao 4 tiền khát nước. Siêu sao 4 tiền câu lạc bộ đang cần không ai khác ngoài Juno. Trở lại cái ngày Ruiz lẻn vào hang ổ của đám Shishigumi. Sau khi giết đại ca của chúng, Ruiz đã được Ibuki, con sư tử có IQ cao nhất băng, đề nghị trở thành đại ca. Lão biết Ruiz là người gần nhất với ngôi vị Bista. Hơn nữa cậu là một loài ăn cỏ. Với sự lãnh đạo của cậu thì chợ đen sẽ có thêm tikka masala làm từ hoa quả. Đám sư tử biểu quyết vấn đề này, tỷ số ngang bằng. Vậy nên chúng quyết định nếu Ruiz ăn được thịt thì sẽ để cậu làm đại ca. Và Ruiz làm được. Những ngày đầu sống tại Shishigumi khá khó khăn. Anh nhai ngấu nghiến miếng thịt trước mặt đám sư tử. Nhưng thân là thú ăn cỏ nên cơ thể nào dung nạp được thứ đó. Nước tăng lực có thể giúp cầm cự nhưng là không đủ. May mà ông chú Ibuki đã lén mua salad rau củ cho Ruiz. Từ đây Ruiz đã biết Ibuki khác đám sư tử còn lại và trở nên thân thiết với ông. 2 tháng sau đó anh trở lại trường, tới chĩa súng vào đầu ông bố nuôi, bắt ông ký giấy từ con, cắt đứt mối quan hệ để không gây thêm rắc rối cho ông. Tuy nhiên một lão hiêu từng vào chợ đen để mua con thì không phải dạng vừa. Lão biết tất cả những gì Ruiz đang làm tại chỗ đám Shishigumi. Cuối cùng Ruiz chỉ xin được lão ký đơn tạm nghỉ học. Trở lại với tôi, sau vụ ở lễ hội sao băng thì mối quan hệ của tôi với Juno khá khó xử. Tôi tưởng mình đã vạch rõ ranh giới giữa mình và Juno rồi nhưng con bé này cứ làm sao ấy. Hóa ra không phải chỉ tôi mà con sói nào cũng ngu. Dù không có bạn trai thì Juno vẫn sẽ ổn thôi. Bài phát biểu của cô bé tại lễ hội đã giúp mọi người có cái nhìn khác về thú ăn thịt. Cộng thêm việc Ruiz bỏ học 2 tháng, mọi người đang ủng hộ Juno trở thành Bista tiếp theo. Cùng lúc đó một anh bạn chó trong nhóm đã điều tra ra kẻ trốn trong ống thông gió. Chỉ là một thằng chuột lang tân sinh mất dạy thích hù dọa. Cơ mà tôi vẫn quả quyết với lũ bạn là con quái vật có thật. Giác quan của tôi không sai. Khi tôi đem đồ đi giặt thì một bà rắn tự nhận mình là Lục Nhãn, bảo vệ duy nhất của ngôi trường này xuất hiện. Bà dẫn tôi tới hiện trường nơi tem bị giết. 6 tháng qua bà đã tìm kiếm hung thủ nhưng không thể. Rồi bà để ý tới tôi. Bà bảo tôi đủ sức làm điều đó. Bạn nghĩ chúng tôi sẽ phối hợp tìm tên hung thủ? Không. Từ đây Lục Nhãn biến mất cụ luôn. Làm bảo vệ nhàn ác tại một nơi khác. Hội nghị muông thú đã được diễn ra. Lãnh đạo các loài họp và đưa ra quyết định. Người tìm ra tên hung thủ tại trường Sheraton sẽ trở thành siêu thú tiếp theo. Hội đồng bỏ phiếu bằng cách vỗ tay. Đúng vậy, loài rắn không có quyền công dân trong thế giới này. Bắt tay vào điều tra. Thông qua con dê phân biệt chủng tộc mà tôi quên tên này, tôi tiếp cận được bạn trai cũ của cô, người đồng thời là bạn thân của tem. Không hỏi được gì vì lũ ăn cỏ hãm lờ cứ phá. Tôi cố tiếp cận một cậu bạn chuột túi trong câu lạc bộ boxing, chuyên đi trộm boxer của các nữ sinh. Cậu ta hay tập thể dục vào buổi đêm nên có lẽ đêm mà tem bị giết cậu ta có thể sẽ biết gì đó. Sau đấy tôi cũng bắt cậu ta luôn vì cái tội biến thái. Đang vào thế bí thì tôi được cậu bạn thân của tem đưa cho một cuốn nhật ký. Nhờ đó tôi chắc chắn những động vật ăn thịt quen biết với tem chỉ có trong câu lạc bộ kịch. Câu lạc bộ lại vừa có thêm thành viên mới, một con cừu háo sắc. Thái độ thì lồi lõm mà lời nói thì quá láo so với thực đơn của người Pháp. Tại cuộc họp thú ăn thịt của câu lạc bộ, Hổ định bày kế tẩn cậu ta một trận. Tôi bảo mọi người phải biết bảo vệ thú ăn cỏ. Hổ tức giận với tôi vì nói mấy điều quá hiển nhiên. Mày thấy bố mày ăn thịt ai chưa? Đại bàng thì bảo với tôi, có lẽ vì tôi yêu một chú thỏ nên tôi mới luôn cảm thấy mình có trách nhiệm với thú ăn cỏ. Cậu ta khuyên tôi hãy cứ tận hưởng tình yêu. Vì lý do nào đó tôi làm điều ngược con mẹ lại. Tôi tới gặp Haru.
tự cho rằng cô vẫn còn tình cảm với Ruiz và quyết định sẽ lùi bước về sau để bảo vệ cô ấy từ xa. Tôi đã mắc sai lầm. Tận hai cái sai lầm vì trước đó đã để lộ việc mình bị cảm và khiếu giác đang không hoạt động với đám thú ăn thịt tại câu lạc bộ. Vậy là ngay tối hôm đó, tôi bị kẻ sát thú tấn công. Hắn bịt mắt tôi lại và cho tôi một trận như tử. Vì mũi không hoạt động nên là tôi cũng không thể nhận ra hắn. Tôi chỉ biết hắn cực đô và dễ dàng quăng tôi chỉ bằng một tay. Tôi cần thêm thông tin. Tôi cắn vào mồm đối phương để lấy chút nước dãi của hắn. Đờ mờ đời. Đáng ra tôi phải dành nụ hôn đầu của mình cho Haru. Sau khi tên sát thú rời đi, tôi gọi cho Jack tới cứu. Cuộc tấn công vừa rồi là lời cảnh báo tôi ngừng điều tra. Tôi cũng rén lắm chứ. Tôi bảo với Jack mình sẽ rời trường một thời gian rồi nhảy qua hàng rào. Tôi tới chợ đen tìm Thần Long Đại Hiệp, đòi anh nhận mình làm đồ đệ. Anh gấu không đồng ý lắm vì Shishigumi đã hoạt động tích cực trở lại. Tôi thì rõ là đứng đầu danh sách đen của chúng. Tôi cứ qua lại đây xong để lộ việc mình quen anh gấu trúc thì hỏng việc, mà còn ảnh hưởng tới cả việc học của tôi. Anh gấu lo tôi sẽ thất nghiệp. Ừ, thế giới động vật cũng bị khủng hoảng việc làm đấy. Anh gấu đề nghị nếu tôi quyết tâm thì chỉ còn một cách. Anh trói tôi lại và cắt tóc cho tôi. Trở lại trường với một bộ dạng mới. Tôi giả vờ bà bị ốm cần mình chăm nên xin mọi người cho mình từ nay ít việc hơn. Tôi cần cho tên sát thú thấy mình vẫn hiện diện ở đây để hắn không thể tiếp tục ra tay. Buổi tối khi tôi rời trường, chạy bộ tới chỗ anh gấu trúc để luyện tập. Phương pháp anh áp dụng với tôi là nhục tọa thiền, ép tôi ngồi cạnh một tảng thịt mà không được làm gì. Thịt là một thứ quan trọng giúp các động vật ăn thịt có cơ thể cường tráng. Các binh lính và vận động viên đều bí mật làm như vậy. Chỉ riêng tôi muốn bảo vệ động vật ăn cỏ, vậy nên tôi không được ăn thịt. Sau một thời gian, cuối cùng tôi cũng đã có thể ôm một tảng thịt mà không có cảm xúc gì. Việc này khiến sức mạnh của tôi phát triển theo hướng khác với thú ăn thịt. Hàm tôi yếu đi nhưng tứ chi phát triển mạnh. Tranh thủ lúc bị loại đầu tiên trong trò kéo co bằng hàm với mấy thằng ở câu lạc bộ, tôi lẻn ra sau tủ đồ, thử đồ uống của từng người xem có ai có nước dãi giống tên sát thú hay không. Ở bên ngoài có một sự cố đã xảy ra. Trong lúc báo đen giúp Yên xe đạp luyện tập đã vô tình kéo rách một tay của anh ta. T'Challa hoảng loạn, thú ăn cỏ cũng hoảng loạn. Chúng tôi cần đưa Yên xe đạp tới phòng y tế ngay. Nhưng cậu ta đã từ chối sự giúp đỡ của các bạn thú ăn thịt mà chỉ tin mình tôi. Vậy là tôi bế Yên xe đạp còn anh bạn gấu nâu cầm theo cánh tay của anh ta tới phòng y tế. Sau đó nhân lúc ở một mình với gấu nâu, tôi vạch trần việc cậu ta là hung thủ đã ăn thịt tem. Cậu ta đang định thủ tiêu tôi thì con cừu háo sắc đi qua. Và tất nhiên nó đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện. Thằng cu trông vẫn tự tin lắm, không sợ bị gấu nâu giết vì nếu cậu ta chết, cảnh sát hẳn sẽ làm căng vụ này và gấu nâu đi tù chắc. Cùng lúc đó trường Sheraton có thông báo mới. Kể từ năm học sau, thú ăn cỏ và thú ăn thịt sẽ tách biệt hoàn toàn và câu lạc bộ kịch sẽ giải thể sau một tháng. Đa phần các thành viên của câu lạc bộ đều phản đối. Họ muốn làm gì đó nhưng mùa sau tính tiếp. Thứ tôi cần tính bây giờ là gấu nâu. Có một luật là các loài gấu cao hơn 2m phải uống thuốc teo cơ để tránh sức mạnh của họ gây tai nạn cho bạn học. Tác dụng phụ của thuốc là những cơn đau đầu và chỉ có mật ong mới có thể giúp giảm cơn đau. 8 tháng trước Tem đã phát hiện ra điều đó và bắt đầu trở nên thân thiết với gấu nâu. Khi nói chuyện với Tem, cơn đau đầu của gấu nâu không xuất hiện nữa. Vậy là gấu nâu nghĩ để Tem đón nhận con người thật của cậu thì sẽ còn vui hơn. Gấu nâu bỏ uống thuốc teo cơ. Vào cái đêm trăng đỏ tai ương đó, Tem biết gấu nâu bỏ uống thuốc thì đã khá sợ hãi. Xong còn bị gấu nâu vô tình xé rách tay. Tem bảo tất cả thú ăn thịt là quái vật. Gấu nâu thì hiểu Tem đang đón nhận con người thật của cậu ta và ăn tươi nuốt sống Tem, cho nó là một phần tuổi trẻ của mình. Giờ để bảo vệ tuổi trẻ thì gấu nâu cần loại bỏ tôi và cừu háo sắc. Cậu ta nghĩ vậy. Cậu ta nhân lúc cừu háo sắc vào nhà vệ sinh một mình, liền lẻn theo mút cái móng giò của cừu háo sắc, đe dọa hãy để cậu ta yên. Cừu háo sắc sợ té đái, nhưng đó chỉ là nhất thời. Nó vẫn tuyên chiến với gấu nâu bằng một bức thư. Nó kể với tôi thế. Sợ thằng em chết ngu nên tôi tới tủ đồ của gấu nâu để giấu bức thư đi. Nào ngờ lại bị bắt gặp. Chúng tôi có một trận chiến trong phòng thay đồ. Tôi nhanh tay quẳng mất chai mật ong khiến cậu ta điên hơn. Gấu nâu kéo tôi tới nhà tắm, đánh cho đã nhưng cuối cùng lại bị cô lao công phá đám. Tôi hẹn sẽ giải quyết dứt điểm với cậu ta vào đêm giao thừa. Bạn hỏi lý do tôi không báo cảnh sát? Đơn giản đó là vì anh gấu trúc chưa bao giờ báo cảnh sát bắt đám động vật ăn thịt. Anh tin như vậy sẽ không khiến cuộc sống tốt hơn. Thứ nên làm là tìm cách để thú ăn thịt biết lỗi và tái hòa nhập. Cùng lúc đó tại bệnh viện, T'Challa và Yên xe đạp đã làm lành. Nhờ vậy mà xã hội sẽ bớt đi một thú ăn cỏ bị PTSD và cũng bớt đi một thú ăn thịt luôn cảm thấy dằn vặt. Cơ mà T'Challa vẫn bị đình chỉ. Về phía tôi, dạo này tôi hay cùng Thần Long Đại Hiệp đi bắt các tên tội phạm để chữa trị cho chúng. Thế bòi nào tôi lại vô tình dây vào lũ Shishigumi và bị hiểu lầm là đang cố gắng trộm hàng. Tôi bất ngờ và vui mừng khi gặp lại Ruiz. Tình thế giàu ăn nhưng đuôi tôi không ngừng vẫy. Cuối cùng để thoát nạn tôi nhận mình là thằng trai bao hổ dâm. Có vài thứ xảy ra sau đấy, nhưng nôm na là tôi rủ Ruiz trở về vì trường cần anh. Anh bảo tôi có một niềm tin mạnh mẽ, đủ khả năng để thay anh trở thành tướng 5 tiền 3 sao gánh cái xã hội này. Việc luyện tập của tôi đã đi tới bước cuối. Anh gấu trúc bắt tôi ăn côn trùng, không phải một tác trong tuyển tập phim khiêu dâm của anh, mà là côn trùng thực sự. Tôi tự hỏi tôi thì có hơn gì một con côn trùng để mà quyết định được sự sống chết của nó. Nhưng đó là bài học dành cho tôi về việc tôn trọng sự sống. Sau một pha bê hơn chơi đồ, tôi đã hiểu ra chân lý và quý trọng mọi sự sống. Tôi đến gặp Ruiz. Đừng hỏi tôi về bộ dạng này. Tôi muốn anh tới chứng kiến trận chiến của tôi và cả cách sống của tôi, hoặc là cách chết. Cái váy hơi dính vào bìu buộc tôi phải nói nhanh, rút lẹ. Vài ngày sau, cừu háo sắc cố bẫy gấu nâu ra tay trước camera nhưng không thành.
đêm giao thừa. Thường giờ này tôi đang ở cùng Jack, cùng nhau nói về số lần cạo lông nách trong năm qua. Nhưng năm nay tôi lại đang trên chuyến tàu để đi tới nơi mà khả năng là nơi tôi chết, ở nơi khác. Ruiz cũng bảo với Ibuki mình sẽ rời khỏi Shishigumi, rời bỏ tikka masala, vị hoa quả và cả chợ đen, thứ mà anh đã bấu víu lấy. Ibuki tôn trọng Ruiz, ông tự dàn cảnh ăn thịt đại ca rồi hy sinh để làm cái cớ cho Ruiz rời đi. Dưới chân cầu, tôi đã tới điểm hẹn. Gấu nâu cũng ở đó vì súc vật cũng biết phải đến đúng giờ. Cậu ta khoe mình đã ăn thịt cừu háo sắc để tôi điên lên. Nhưng ngửi mùi tôi biết cừu háo sắc đang bị trói ở gần đó khoảng 2 cây số. Vậy là cuộc chiến giữa một con gấu chiến đấu vì tuổi trẻ và một con sói chiến đấu vì lý tưởng nổ ra. Lý tưởng của tôi hơi yếu, tôi bị đập cho nằm im sau 3 đòn. Giữa chừng chúng tôi dừng lại tâm sự. Gấu nâu biết cậu ta chưa từng làm bạn với Tem và chỉ đang tự lừa bản thân. Đang định đánh nhau tiếp thì Ruiz tới kéo tôi đi. Ruiz giận lắm. Không phải kiểu tất cả chúng mày đã bị điên hết rồi. Anh tức giận một cách đau lòng. Vì thú ăn thịt chúng tôi sinh ra đã ít nỗi sợ hơn thú ăn cỏ. Chúng tôi giữ ý chí của mình lớn hơn cả khao khát sinh tồn. Điều đó trái ngược hoàn toàn với Ruiz, làm mọi thứ để sống và hy sinh luôn cả người mình yêu quý. Anh quyết định sẽ không ngăn cản tôi mà bắt tôi ăn chiếc chân có đánh số, xóa đi cả quá khứ của anh và hồi phục sức cho tôi. Ý chí của anh mạnh tới nỗi tôi không thể chối từ. Tôi trở lại chỗ gấu nâu với một bộ dạng hoàn toàn mới và vết máu trên mồm. Tôi đánh bại gấu nâu và chứng minh cho cậu ta thấy thú ăn cỏ là bạn, không phải đồ ăn. Ít nhất là cũng phải là đồ ăn khẩn cấp. Cuối cùng thì cảnh sát xuất hiện do con cừu háo sắc gọi. Ruiz được đưa đi chữa trị, còn tôi và gấu nâu bị bắt vì tội ăn tươi nuốt sống. Cơ mà tôi nhanh chóng được thả nhờ lời khai của đám bạn. Tất nhiên là trong CV sẽ có tí tiền án tiền sự, nhưng không sao. Nghe nói là múa cột ở chợ đen lương cao phết. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.